chương 820, Lục Đình Kiêu chủ động hôn ninh tịch. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Phải biết rằng, Lục Đình Kiêu từ trước đến nay không gần nữ sắc, ghét nhất chính là những nữ nhân khác xuống đến làm quen. Đối với nữ nhân như vậy, không quản có phải mỹ nữ hay không, đều là không lưu lại cho đối phương ít mặt mũi nào. Nhưng là, cơ hội tiếp cận Lục Đình Kiêu tốt như vậy, dù biết có bị từ chối, thì có nữ nhân nào chịu từ bỏ. Ninh Tuyết là con người hiện lên một tia giảo hoạt, không khỏi mong đợi. Đêm nay, mặt mũi Ninh Tịch nhất định ném đi rồi. Ninh Tịch, cô mau đi à. Trong một góc, có người hưng phấn mà nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Tiếp theo, Ninh Tịch đã bị mấy người ồn ào đẩy đến trước mặt Lục Đình Kiêu. Nghe nói như thế, nhận thấy được tất cả mọi người có hành động không đúng, ánh mắt Lục Đình Kiêu xẹt qua người Ninh Tịch, có chuyện gì? Ninh Tịch rõ ràng vừa uống rượu xong, hai má đỏ ửng, ánh mắt thoạt nhìn cũng có chút không tỉnh táo, lục đình kiêu không khỏi nhăn mày đạo diễn quách khải thắng một bên không khỏi ho nhẹ không có gì không có gì chỉ là mọi người đang chơi một trò chơi thôi lục đình kiêu trò chơi lục cảnh lễ sờ sờ cái mũi chỉ chỉ ninh tịch cùng giải thích nói mọi người đang cùng nhau chơi đại mạo hiểm nói lời thật lòng cô ấy bị gọi đến yêu cầu chờ người đầu tiên tiến vào phòng cùng hắn hôn một cái thất bại liền phải bị phạt anh anh chính là người thứ nhất tiến vào lục đình kiêu sắc mặt tức khắc thay đổi khó trách lục cảnh lễ vô cùng lo lắng mà thúc giục hắn trong 10 phút nhất định phải lại đây. Nếu là hắn đến không kịp, Ninh Tịch chẳng phải sẽ nhận thấy sự lạnh lẽo trên người anh trai, lục cảnh lễ lập tức sợ tới mức rụt rụt cổ. Ninh Tịch ngẩng đầu, ngơ ngác mà nhìn đại ma vương ánh mắt u ám kia, ai ra, thật là muốn nhào đến ôm hôn một cái đi. Không nên không nên, Ninh Tịch dùng một tia lý trí cuối cùng để chặn xuống nỗi xúc động trong lòng, nhớ tới quy tắc trò chơi, cũng nhớ tới, lúc này bọn họ là người xa lạ. Người ngoài không biết bọn họ có quen hệ, dựa theo cốt truyện phát triển bình thường, nàng khẳng định hẳn là bị cự tuyệt mới đúng. Vì thế, Ninh Tịch ho nhẹ một tiếng, làm bộ một diễn viên nhỏ bé không quen biết Lục Đình Kiêu, cho Lục Đình Kiêu một ánh mắt ám chỉ, ý bảo hắn phối với mình rằng hai người không quen biết, sau đó kinh sợ mà đi qua, đầu tiên là cung cung kính kính mà cùng Lục. Đình Kiêu chào hỏi, sau đó nơm nớp lo sợ mà mở miệng nói, cái kia. Lục tiên sinh, chỉ là trò chơi, ngài không cần để ý, Ta uống rượu thì tốt rồi." Ninh Tuyết Lạc thất vậy nhíu mày hừ lạnh một tiếng, nhiều ít vẫn là có chút thất vọng, cô ta vẫn còn thông minh, biết khẳng định sẽ bị cử tuyệt, tự nhiên lùi bước trước. Bất quá, cho dù là như thế này, cũng là miễn cưỡng kéo lại vài phần mặt mũi mà thôi, cuối cùng Lục Đình Kiêu chẳng phải là từ chối cô ta sao? Nghe được Ninh Tịch nói, Tô Diễn không tự giác mà nắm chặt nắm tay, lúc này mới chậm rãi đem sự căng thẳng nuốt xuống dưới. Ninh Tịch nói xong, trực tiếp cúi xuống cầm lấy chai rượu trên bàn đang muốn rót, cánh tay lại mất đi sự khống chế. Lục Đình Kiêu không biết từ khi nào đè tay nàng lại, đem ly rượu kia trong tay nàng lấy đi, trả lại trên bàn trà, tiếp theo, bàn tay to lớn ôm lấy em nàng, ánh mắt có chút mê mang, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà cúi người, hôn lên môi nàng. Trong phút chốc, toàn bộ người trong phòng đều hít một ngụm khí lạnh, cũng không biết ai làm rơi chén rượu xuống đất, phát ra tiếng vang chói tai. Ninh Tịch bản thân si ngốc, ta nói, đại ma vương làm cái gì? nàng không có ám chỉ sao, chẳng lẽ anh ấy không thấy, hay là không hiểu, chương 821, cảm giác yêu đương vụng trộm. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Lúc này, mọi người trong phòng rốt cuộc mới hồi lại tinh thần. À, à à mới vừa, vừa mới đã xảy ra chuyện gì, lục đình kêu hôn ninh tịch, ninh tịch cư nhiên tác hôn thành công, ách không đúng, ninh tịch thậm chí cũng chưa mở miệng. Đoán chừng là biết không có khả năng, cho nên trực tiếp nhận thua, chính là Lục Đình Kiêu lại chủ động hôn nàng. Nhìn đến một màn trong nháy mắt kia, Ninh Tuyết Lạc cầm ly rượu trong tay bóp đến sắp nát, thế nhưng vào lúc này, nàng nghe được loảng xoảng một tiếng giòn vang, là Tô Diễn bên cạnh, ly rượu trong tay hắn rơi xuống đất. "Xin lỗi, anh, anh đi toilet, Tô Diễn có chút hấp tấp đứng, dậy, hướng tới ngoài cửa đi tới." Phát phản ứng của Tô Diễn, sắc mặt Ninh Tuyết Lạc tức khắc càng thêm khó coi, "Tô Diễn, đây là ý gì?" nhìn thấy nam nhân khác hôn môi ninh tịch hắn kích động như vậy làm cái gì nàng tự cho là sớm đã đem tô diễn chặt chẽ khấu trong lòng bàn tay cho rằng tô diễn đối với ninh tịch bây giờ chỉ là sự áy náy mà thôi chính là giờ phút này lại đột nhiên dâng lên một tia bất an giờ phút này việc cho nàng để ý vẫn là lục đình kiêu hắn ta thế nhưng lại thật sự hôn ninh tịch sao có thể chứ bỏ qua biểu tình như gặp phải quỷ của tất cả mọi người lục đình kiêu hôn xong thì điềm nhiên ngồi xuống ghế sofa giống như chính mình vừa rồi cái gì cũng chưa từng làm. Thấy Ninh Tịch vẫn là bộ dạng hoảng sợ nhìn chằm chằm chính mình, Lục Đình Kiêu ánh mắt dâng lên, còn có việc. Ninh Tịch che miệng, trong đầu đang xoay tròn xoay tròn, sau đó im lặng, nghiêm chỉnh quay lại chỗ của mình. Giang Mục giã tay đã nắm chặt lại, tầm mắt phập phùng ánh lửa. Lục cảnh lễ chố mắt, rất nhanh sau đó, che lại chỗ ngực, đặt mông đến bên cạnh Lục Đình Kiêu, anh, anh dịch qua bên kia một chút. Nguyên bản khoảng cách giữa Lục Đình Kiều và Ninh Tịch chỉ có một chút, sau khi lục cảnh lễ lục đình kiêu liền di chuyển một tí vừa đúng ngồi sát cạnh ninh tịch ách ha ha lục tiên sinh thật là thương hương tiếc ngọc a à. ninh đại mỹ nhân lần này cuối cùng cũng thành công mọi người sôi nổi mở miệng không khí lung lay đồng thời cũng có người âm thầm đè thấp thanh âm nghị luận sôi nổi này lục đình kiêu rốt cuộc là có ý gì a à? có thể là cái ý gì ngẫu nhiên thương hương tiếc ngọc một chút nam nhân mà đó chẳng phải bình thường sao nam nhân khác đương nhiên bình thường nhưng là phát sinh trên người lục đình kiêu vẫn là quá giật mình lục đình kiêu thì làm sao lục đình kiêu cũng là nam nhân mà ninh tịch xinh đẹp quyến rũ như vậy người đoán nếu là ninh tuyết lạc không ở đây tô diễn vừa rồi có thể từ chối lời mời của mỹ nhân ninh tịch hay sao ách cái này xác thật thật đúng là khó nói trong phòng mọi người tâm tư khác nhau mà từ đầu tới đuôi ninh tịch đều quy củ ngồi tại chỗ của mình yên lặng núi trôi sự việc vừa rồi chỉ là lục đình kiêu đâu để nàng yên phận, đôi tay đang đặt trên đùi phía dưới bàn đột nhiên cảm giác được một bàn tay ấm áp nắm lấy. Ninh tịch sống lưng cứng đờ, lập tức quay đầu âm thầm chừng mắt nhìn lục đình kiêu một cái. Làm gì đây, lục đình kiêu một tay đỡ chán, nhất nhất một bộ dáng cao quý lãnh đạm ngồi ở bên canh, trong lén lút, lại cầm chặt lấy bàn tay nhỏ của nàng, niết trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve, xoa nắn, rốt cuộc không buông ra. Ninh tịch cố mấy lần liền vẫn không thể rút tay ra, chỉ có thể ngoan ngoãn tùy ý hắn nhéo, cách một lớp vách, bởi vì động tác mở ám của Lục Đình Kiêu, xúc cảm truyền đến đùi, trái tim sắp bị bay đi mất rồi. Mẹ nói, sao đột nhiên lại xuất hiện một tia cảm giác yêu đương vụng trộm thế này? Chương 822, cởi áo hít đất, chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Lục Đình Kiêu sau khi tiến vào, trong phòng khí thế đang sôi nổi tức khắc im lặng, thế cho nên trong khoảng thời gian ngắn an tĩnh không giống như yến tiệc, mà như là công ty đang hội nghị, mà người khởi sướng lục đình kêu lại không có bất kỳ hành động nào, chấn định tự nhiên mà ngồi ở chỗ kia, trong lén lút nhéo tay nhỏ lão bà nhà mình, thưởng thức bộ dáng nàng giận mà không dám nói gì, vô cùng hưởng thụ cùng vui vẻ. Khổ, cái kia cái kia, đừng dừng đừng dừng, tiếp tục đi a. À. Sau khi nguy hiểm được giải quyết, lục cảnh lễ lập tức sung mãn hẳn lên, cất lời bắt đầu trò chơi. Dù sao có anh trai ở đây, tiểu tịch tịch khẳng định là sẽ không có hại, có thể tiếp tục chơi vui vẻ mọi người nghe được lời nói của lục cảnh lễ tự nhiên thả lỏng không ít chính là tô diễn đã trở lại ở bên người ninh tuyết lạc ngồi xuống sau dư quang trước sau lại nhìn không được mà hướng đến ninh tịch nhìn cô gái đang sợ sệt ngồi cạnh lục đình kiêu dỗ đầu an an tính tĩnh mà ngồi đó còn có chút câu nệ hai má bởi vì uống rượu đã đỏ bừng giống như vì nụ hôn ban nãy mà thẹn thùng biểu tình này của ninh tịch giống như một mũi tên nhọn bắn về phía đáy lòng tô diễn từ sau khi ninh tịch về nước cô ấy giống như thay đổi thành người khác, hắn đã không nhớ rõ chính mình bao lâu rồi không nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn lại nhút nhát sợ sệt của nàng như vậy. Năm đó Ninh Tịch vẫn còn là cô nữ sinh tuổi 17-18, vừa thấy hắn đến liền sẽ đỏ mặt, nói chuyện cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Chính là hiện tại, 5 năm sau, hắn rốt cuộc nhìn lại được bộ dáng kia của nàng, nhưng không phải bởi vì hắn, mà là vì nam nhân khác. Nàng có phải hay không đem lòng yêu hắn rồi? Ha ha ha, Giang tiền bối, không ngờ anh lại rơi vào tay tôi nói thật hay mạo hiểm đây lúc này tâm tình giang mục giã có chút không tốt lắm tùy ý mở miệng nói đại mạo hiểm Giang tiền bối tôi thích tính cách này của anh vậy tôi muốn anh cởi áo cõng hoa mai a à trên lưng mà hít đất 10 cái được chứ a a a vừa dứt lời tất cả mọi người kích động đến thiếu chút nữa đem nóc nhà lật lên hít đất ha 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 tất cả mọi người lộ ra vẻ vui mừng cùng chờ đợi trời ơi hoa mai a à hoa mai a à là ai a à? có diễm phúc quá đi không phải là nam nhân đấy chứ a ah, ha ah, ah. ha trong một góc ninh tịch sắc mặt đen ngòm mẹ nó con bài nàng bốc được chính là hoa mai a à. làm sao đây ninh tịch theo bản năng mà hướng tới đại ma vương liếc mắt một cái nhận thấy ánh mắt của cô gái lục đình kiêu rũ mắt một cái nhìn thấy con bài trong tay ninh tịch chính là hoa mai a à. hả hoa mai a à người đâu mau ra đây đi mọi người đã thúc giục ninh tịch đang chuẩn bị nhấc tay trong tay đột nhiên không còn gì, dây tiếp theo, con bài hoa mai A trong tay nàng đã biến thành con bài khác. Ngay sau đó, bên cạnh có người cười nói, khó trách hoa mai A nãy giờ không nói gì. Nhị thiếu, hóa ra lại là anh ư, lục cảnh lễ vẻ mặt khổ sở mà nhìn anh trai đổi bài của hắn. Mẹ nó, sao ta lại một một người anh trai như vậy? Chính hắn liền phải đi tiếp cái mạo hiểm của Giang Mục Giã đi. Lục cảnh lễ biểu tình tỏ ra không muốn xuống đất, hướng tới Giang Mục Giã nhún nhún vai nói, đến đây đi mọi người một trận cười vang. Giang mục giã ngồi cạnh lục cảnh lễ, đã sớm thấy được con bài của hắn, căn bản không phải là hoa mai A, chính là hiện tại lại biến thành hoa mai A, không cần đoán cũng biết chủ nhân thật sự của con bài này là ai. Cuối cùng, Giang mục giã trực tiếp nhận thua, cầm lấy ly rượu trên bàn, uống ba ly. Mọi người thấy thế tức khắc một trận thất vọng, ai ai ai, không được nhìn trò hay rồi, chương 823, thật không có cảm giác gì sao. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Chơi đến trung gian, Ninh Tịch lại bị gọi đến một lần. Nói thật hay đại mạo hiểm, Ninh Nịch do so dự một chút, nói thật đi. Người nọ ra vẻ chờ Ninh Tịch nói thật, liếc mắt trộm nhìn Lục Đình Kiêu một cái, sau đó hưng phấn mà hỏi, cái kia. Vừa rồi khi Lục Tiên sinh hôn cô, cô cảm thấy thế nào? Ninh Tịch, mẹ nó, quả nhiên nói thật so với đại mạo hiểm. Còn nguy hiểm hơn, vấn đề này vừa nói ra, tất cả các tiểu cô nương trong phòng ánh mắt đều sáng lên như ánh đèn, hiển nhiên tất cả đều cảm thấy vô cùng hứng thú với chủ đề này. Vừa rồi tại thời điểm Lục Đình kiêu hôn ninh tịch, các nàng đã sớm đã ghen ghét đến sắp điên mất rồi. Đặc biệt là cái yêu cầu muốn ninh tịch hôn nam nhân đầu tiên bước vào phòng, càng là hối hận đến ruột gan, một cơ hội tốt như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người ninh tịch. Lục Đình kiêu trong tay cầm một ly rượu vang đỏ, ánh mắt tuy rằng không có cố tình, nhưng rõ ràng lực chú ý đều ở trên người nàng. Rối rắm nửa ngày, Ninh Tịch căng ra đầu trả lời nói, "Nói thật a, à. vừa rồi quá đột ngột, chưa kịp có cảm giác gì." "Không có sao, nhất định phải là lời nói thật đó." "Đúng thế, thật sự không có cảm giác gì sao?" "Không phải không có cảm giác, ý tôi là chưa kịp có cảm giác đó." "Thật sự là lời nói thật mà." Ninh Tịch bất đắc dĩ mà giải thích, "Mọi người không có biện pháp, chỉ có thể không cam lòng mà tha cho nàng lần này." cuối cùng là tránh thoát một kiếp lòng bàn tay lại cảm thấy một trận ngứa lục đình kiêu bàn tay như có như không mà cầm lấy tay nàng xoa nắn ninh tịch dương mắt chừng hắn lại làm gì lục đình kiêu không nói chuyện chỉ là nhìn ánh mắt trầm ngâm nhìn nàng tiếp theo người bị gọi đến là ninh tuyết lạc tuyết lạc nói thật hay là đại mạo hiểm thường lị hỏi đại mạo hiểm đi ninh tuyết lạc yên tâm mà mở miệng nói bởi vì người bốc được quẻ lớn là thường lị, nàng khẳng định sẽ không bắt cô ta làm những việc quá phận Tiếp theo, chỉ nghe Thường Lị mở miệng nói, yêu cầu của tôi là, cùng hát đào ca cùng nhau hát một bài. Vốn yêu cầu này của Thường Lị một chút kích thích cũng không có, tất cả mọi người đều không mấy chú ý, kết quả, người có hát đào ca thế mà lại là. Lại là Lục Đình Kiêu, Lục Cảnh Lễ vốn dĩ đều đã chuẩn bị trò cũng đem đổi bài trong tay anh trao, kết quả, Thường Lị đã bước qua liếc mắt nhìn thấy, ai nha, hát đào ca, là của Lục Tiên Sinh nha. Mọi người vừa thấy, tất cả đều lộ ra ánh mắt hâm mộ, thật muốn nghe lục tiên sinh ca hát a à. Chẳng qua là cùng nhau hát một bài hát mà thôi, lại là trò chơi, việc này hết sức bình thường, tô diễn bên kia khẳng định không có vấn đề gì đâu. Đây không thể nghi ngờ là cơ hội tốt để tạo dựng quan hệ với lục đình kiêu. Vì thế, Ninh Tuyết Lạc Hào phóng cười, dáng vẻ muôn vàn mà đứng lên, nhìn về phía lục đình kiêu mở miệng nói, lục tiên sinh, ngài chọn bài đi. Ninh Tuyết Lạc có chút may mắn, còn nữa, trình độ ca hát của nàng thực không tồi. Tất cả mọi người đều cảm thấy Lục Đình Kiêu chắc chắn sẽ đồng ý, rốt cuộc, vừa rồi Minh Tịch Tác hôn hắn còn đồng ý, không lý do gì mà sẽ cự tuyệt một bài hát. Thường Lị đã vô cùng ân cần mà đem microphone đưa qua. Kết quả, Lục Đình Kiêu tay cũng chưa nâng một chút, khẽ hé môi phun ra hai chữ, không hát. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả vẻ mặt nịnh nọt tươi cười trên mặt Thường Lị liền biến mất, kể cả Ninh Tuyết Lạc đang chuẩn bị hát cũng sướng sở đứng giữa phòng. Sao lại có thể không hát? sợ là khinh thường không muốn hát cùng nữ minh tinh ninh tuyết lạc, thật mất thân phận quá rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. chương 824, muốn lục đình Kiêu hát nhạc trữ tình. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Ninh Tuyết Lạc như thế nào cũng không nghĩ tới, không gần nữ sắc như Lục Đình Kiêu có thể ở trước mặt mọi người hôn môi một cô gái có thân phận thấp kém như Ninh Tịch, lại không muốn cùng nàng hát một bài hát. Thường lị vốn đang cảm thấy chính mình lập công, đang đắc ý, hai chữ này của Lục Đình Kiêu vừa nói ra, tức khắc không dám nói thêm một tiếng, cầm microphone ngượng ngùng mà lui trở về. Như vậy à, vậy, tôi uống ba ly rượu phạt vậy, Ninh Tuyết, Lạc chỉ có thể cầm lấy chén rượu, vốn đang tồn tại một tia hy vọng, nghĩ Lục Đình Kiêu sẽ không đành lòng thay đổi ý định, chính là... Lục Đình Kiêu vẫn cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia, thần sắc không có chút nào biến hóa. Tuyết Lạc không biết uống rượu, ta giúp cô ấy uống. Tô Diễn đứng dậy, tiếp nhận chén rượu trong tay Ninh Tuyết Lạc, giúp nàng uống ba ly rượu kia. Hiện trường không khí lúc này mới có chút hòa hoãn chút, Ninh Tuyết Lạc cũng không vì như vậy mà xấu mặt lắm. Suốt cuộc thân phận của Lục Đình Kiêu lớn như vậy, cự tuyệt nàng cũng là chuyện bình thường. Lục Đình Kiêu bất động thanh sắc mà liếc mắt nhìn cảnh Tô Diễn đang giải vây giúp Ninh Tuyết Lạc. Đáy mắt hiện lên, mang theo một tia lạnh lùng. Lục Cảnh Lễ rất hiểu Lục Đình Kiêu, chỉ cần nhìn ánh mắt là biết anh trai định làm gì trong mắt xoay chuyển liền nghĩ ra một ý định, anh trai hắn rõ ràng là hết sức đỏ mắt khi gặp tình địch, không quen nhìn tô diễn, tưởng cấp ninh tịch hết giận. Mấy lượt sau, lục cảnh lễ bốc được quẻ lớn, đắc ý mà nhìn anh trai vừa bốc phải quẻ bé, không có ý tốt mà mở miệng nói, anh trai, nói lời thật lòng, hay là đại mạo hiểm. Lục đình kêu hướng lục cảnh lễ liếc mắt một cái, đại mạo hiểm. Lục cảnh lễ vừa nghe, đôi mắt lập tức sáng, tốt nha, thật biết phối hợp, chẳng lẽ là biết hắn chuẩn bị cường lực trợ công sao những người khác nhìn hai anh em đều là một bộ biểu tình cảm thấy hứng thú lục cảnh lễ là người rất chơi bời cũng không biết hắn chuẩn bị chỉ anh trai như thế nào bất quá hắn dám chỉnh lục đình kiêu sao ninh tịch cũng tò mò mà chống cầm nhìn về phía lục cảnh lễ biểu tình này của hắn vừa thấy chính là muốn chuẩn bị làm chuyện xấu chỉ thấy lục cảnh lễ đầu tiên là thừa nước đục thả câu dường như ho nhẹ một tiếng sau đó cười hắc hắc nhìn về phía lục đình kiêu mở miệng nói anh trai yêu cầu của em rất đơn giản cũng là muốn anh hát một bài hát những người ngồi ở đây anh tùy tiện tìm một người cùng hát chọn ai cũng được mọi người vừa nghe tất cả đều không khỏi có chút buồn cười vừa rồi lục đình kiêu đã nói hắn không hát cũng không muốn cùng người hợp sướng lục cảnh lễ lúc này lại muốn hắn tìm người hợp sướng không phải cố ý muốn cho hắn thua sao nhưng mà lời này còn chưa xong lục cảnh lễ tiếp tục mở miệng nói hơn nữa em muốn chỉ định bài hát nha hắc hắc hắc, em muốn anh cùng người anh lựa chọn cùng nhau hát bài, lốc xoáy. Mình không tìm được tên chuẩn của bài hát này, hiện trường mọi người lặng im vài giây, ngay sau đó tất cả đều ngây người. Giang mục giã vạch đen đầy đầu, khụ, lốc xoáy. Hắn chọn bài, này chẳng phải dứt khoát lấn áp sao, ninh tịch đồng thời cũng là đỡ cái chán, một bộ không nỡ nhìn thẳng. Kỳ thật loại bài hát này, chính là loại nhạc tình cảm vô cùng xến sẩm đối nàng mà nói thì là chuyện nhỏ, chỉ là nếu đó là lục đình kiêu mẹ nó không nên không nên không thể nghĩ tiếp nữa chỉ là nghĩ đến hình ảnh lục đình kiêu hát bài đó nàng liền có điểm không tưởng tượng nổi tất cả mọi người khi nghĩ đến lời bài hát lốc xoáy này ai ai cũng đều là một trận muốn cạn lời nhị thiếu chơi cũng quá lớn rồi mẹ nó yêu cầu lục đình kiêu cùng người hợp xướng hát bài hát xến sẩm như vậy quan trọng nhất chính là loại ca khúc này cùng nam nhân hát cũng quá kỳ quái nếu muốn chọn khẳng định chỉ có thể chọn nữ nhân thôi chương 825, vợ chồng song ca. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Vừa rồi Ninh Tuyết Lạc chỉ là yêu cầu hợp sướng một ca khúc bình thường mà thôi, Lục Đình Kiêu đều cự tuyệt, lần này sao có thể đáp ứng. Mọi người chỉ cho là anh em nhà này đang chơi đùa mà thôi, không thể nào là thật được. Lại nói tiếp, tình cảm hai anh em họ cũng thật tốt đi, cũng chỉ có Lục Cảnh lễ dám cùng Lục Đình Kiêu chơi đùa kiểu này. Mọi người đều cảm khái, chỉ thấy Lục Cảnh Lễ đã tung ta tung tăng mà chạy tới đầu kia mở bài lốc xoáy, sau đó hưng phấn mà thúc giục Lục Đình Kiêu nói, "Mau mau mau chọn người đi. Không hát thì uống rượu, một trong ba ly cũng không thể thiếu." Lúc này, đoạn nhạc dạo của bài hát đã vang lên. Lục Đình Kiêu hơi hơi ngồi dậy, cánh tay hướng tới bàn trà với qua. Xem ra là muốn uống rượu, mọi người đều có dự kiến chung như vậy, nhưng mà, giây tiếp theo, chỉ thấy ngón tay Lục Đình Kiêu tránh ly rượu trên bàn, mà là cầm lấy cái micro bên cạnh ách lục đình kiêu chuẩn bị làm gì vậy cơ hồ tất cả mọi người đều hơi thẳng người lên sau đó vô số ánh mắt nóng bỏng nhìn xuống phía dưới lục đình kiêu phong khinh vân đạm đem microphone kia đưa tới tay ninh tịch ninh tịch hả ý gì đây đại ma vương điên rồi sao thật sự muốn hát à hơn còn chọn nàng cùng hát lúc này những người khác cũng đều sắp điên rồi ninh tịch lục đình kiêu như vậy là có ý gì đây là muốn hát hơn nữa còn có ý chọn ninh tịch cùng hát sao mọi người cầm đều muốn rớt xuống, khúc nhạc dạo kết thúc, Lục Đình Kiêu tùy ý mà dựa vào trên sofa, thoáng dơ micro lên, môi mỏng khẽ mở, nhìn em, những đường con huyền chuyển ấy, tại chỗ chuyển lại chuyển đoạt tiến phong mắt nhạc viên, vạn vật trên đời, coi em là tâm mà chuyển động, chính anh, vì em mà đứng lại. Vì bài hát không tìm được, câu hát này ta để nguyên bản, có thể hơi khó hiểu. Trong phòng, đàn viêu lông khàn khàn trầm thấp vang lên, trời ơi, đây, đây là lục tiên sinh đang hát sao lỗ tai tôi cũng muốn mang thai luôn rồi giọng nói quá dễ nghe mà có phải nguyên âm hay không vậy không có không có thật là lục tiên sinh hát mà qua à, lục tiên sinh ca hát giọng hát lại gợi cảm mê người như vậy nghe thêm một lát ta muốn ngất xỉu luôn rồi a à, a à, à, hát rồi không phải nói sẽ không biết hát sao thì ra lại hát tốt đến như vậy kỳ thật ta còn tưởng rằng lục tiên sinh tính cách như vậy chắc sẽ không biết hát đâu sự thật chứng minh tôi quá ngây thơ rồi mắt thấy phía dưới chính là giọng nữ ninh tịch bởi vì thất thần chậm mất nửa nhịp cũng không kịp nghĩ nhiều vội vàng cầm lấy microphone tiếp lời vượt qua lý tính vượt qua tự nhiên giấu ở thượng đế để anh đến bên em cho dù yêu anh yêu anh đến từng mảnh nhỏ vẫn em yêu anh rơi xuống đất như anh hóa thành bột phấn không ai có thể ngăn cản ngăn cản em yêu anh đến đây đến đây hòa tan vào trong em đi cùng với giọng ca của ninh tịch vàng lên trong phòng lại vang lên một trận la hét chói tai giọng nữ mềm mại lưu luyến, âm cuối giống như mang theo sự quyết tâm. Ninh tịch nhìn thì giống như đang hát rất bình tĩnh, kỳ thật trên mặt cũng có chút nóng lên. Mẹ nó, cái gì mà đến đây hòa tan vào trong em đi, hát đến câu này mặt nàng đã là đỏ bừng rồi, lục cảnh lễ đáng chết. Đương nhiên, câu này của bài hát cũng là bình thường thuần khiết, không có gì đen tối cả, nhưng là, những người ở đây, có người nào thuần khiết sao? Kế tiếp là hợp sướng, lục đình kêu với ninh tịch thanh âm cùng nhau vang lên, tới ôm ta, tạo thành lốc xoáy, cuốn lên kia, hôn nồng nhiệt bỏ qua vạn phong ba phía sau lưng. Ninh tịch, yêu anh, còn nhiều hơn vũ trụ. Lục đình kêu, anh yêu em, cũng là nhiều như vậy. mươi 826, Cảm giác luyến ái. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Những ca từ của bài hát này quả thực quá ái muội, Ninh tịch ngay từ đầu còn có chút ngại ngùng, nhưng càng về sau, đại khái là bởi vì tác dụng của cồn. Hơn nữa an tâm khi cảm thấy hơi thở quen thuộc của Lục Đình Kiêu, khiến cho nàng không tự giác mà thả lòng càng hát về sau càng thấy thoải mái ánh mắt lười biếng cộng với khuôn mặt đỏ ửng càng hát càng hăng nhưng làm cho người ta khiếp sợ chính là hai người họ phối hợp vô cùng ăn ý hai người không có bất kỳ động tác nào chỉ đơn giản là ca hát thậm chí ánh mắt nhìn qua nhau cũng không có nhưng mà thời điểm tiếp lời hát vô cùng chuyển xác giống như có sự liên kết vô hình giữa hai người quả thực quả thực giống một đôi tình lữ đang kỳ yêu đương thắm thiết họ tự nhiên mà ăn ý ngọt ngào cùng lưu luyến, giống như hòa tan vào nhau. Lục Đình Kiêu rõ ràng là một người kiêu ngạo, lạnh lùng như vậy, giờ phút này lại phảng phất trong nháy mắt giống từ trên trời nhiễm bụi tình của nhân gian. Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch, tới ôm ta, hôn ta, linh hồn cùng hướng chung về một phía. Lục Đình Kiêu, tình yêu nằm trong tim ta. Ninh Tịch, như thiên la địa võng. Lục Đình Kiêu, không màng đến hậu quả hậu quả. Ninh Tịch, sợ chi những sóng gió cuộc đời. Rốt cuộc, hát xong bài rồi mọi người lúc này mới từ trong tiếng ca hát kiểu diệm ấy mới hồi phục lại tinh thần. Lục cảnh lễ lập từ vỗ tay ồn ào, rốt cuộc em đã được nghe anh xong ca hát với người khác rồi nha. Cho dù hắn đã biết anh trai mình có giọng hát gợi cảm mê người từ lâu, nhưng lần này vẫn thật sự bị kinh diễm rồi. Giang mục giã cũng là từ khiếp sợ mới dần dần ổn định lại, hắn là lần đầu tiên được nghe Lục Đình kêu ca hát, càng không nghĩ tới, với ca tính của hắn, không ngờ lại dám ở tất cả mọi người mà song ca với ninh tịch mọi người tức khắc cũng hồi phục lại lập tức vỗ tay sôi nổi mà khen ngợi trời ạ à! lục tiên sinh ngài hát cũng thật tốt quá đi vậy mà còn nói không biết hát quá khiêm tốn rồi quả thực toàn năng mà tôi cảm thấy mình nên về quê làm ruộng thôi sao dám ở giới giải trí nữa ninh tịch hát cũng thật hay nha không nghĩ tới ninh đại mỹ nhân không những diễn phim tốt giọng hát cũng tốt đến như vậy hai người phối quá ăn ý tôi còn tưởng họ yêu nhau thật vậy hình như đêm nay lục tiên sinh đặc biệt thiên vị đối với ninh đại mỹ nữ nha nghe những lời khen ngợi xung quanh từng lời từng chữ ninh tuyết lạc cảm thấy giống như một bàn tay hung hăng tát vào mặt mình vậy lục đình kiêu không chỉ biết hát còn hát đến tốt như vậy hắn cự tuyệt cô lại quay đầu cùng ninh tinh xong ca nhạc tình cảm quả thực không khác đem cô vất xuống mặt đất hung hăng mà dẫm đạp nhìn đến người yêu mình như bị người ta tát vào mặt to diễn sắc mặt tự nhiên cũng không tốt lắm nhưng là cũng không nề hà lắm người ta chẳng qua là không muốn hát cùng em mà thôi, chẳng lẽ còn có thể ép người ta hát sao? Hơn nữa, lúc này tâm tư của hắn cũng không ở trên người Ninh Tuyết Lạc, trong đầu, hoàn toàn là hình ảnh Ninh Tịch hát cùng Lục Đình Kiêu khi nãy. Có cảm giác quan hệ giữa hai người họ rất không bình thường. Quả thực giống một đôi tình nhân đang yêu nhau thắm thiết, tâm trí tương thông. Một bên thường lị xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng an ủi nói, Tuyết Lạc, đừng nghĩ nhiều, giải trí thịnh thế là con của tập đoàn Lục Thị, mà Ninh Tịch lại là người của thịnh thế, trường hợp như vậy, Lục Đình kiêu che chở cô ta cũng là chuyện bình thường. Ninh Tuyết Lạc hung hăng chừng mắt nhìn thường lị một cái, nếu không phải cô ta muốn cô cùng hắc đào ca song ca, cô lúc này sẽ phải mất mặt như vậy sao? Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Ninh Tuyết Lạc lúc này đã sắp tức chết rồi, còn muốn mặt ngoài duy trì phong độ, kết quả, quay đầu liền nhìn thấy Tô Diễn đang ngẩn ngơ mà nhìn về phía Ninh Tịch, tức khắc, lòng đố kỵ lại dâng lên, tức giận đến nổ phổi chương 827, không phải ghen ghét sao. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Ninh Tuyết Lạc trong tay bưng một ly rượu vang đỏ, căm giận uống một hơi cạn sạch, tùy tay đem cái ly ném cho thường lị, sắc mặt âm u nói, chuyện đêm nay, cô cấp tốc đem tin này báo cho tô dĩ mạt. Tôi hiểu, thường lị thật cẩn thận mà nhận lấy cái ly, thử thăm dò mở miệng nói, kỳ thật, chỉ là một lần xã giao thôi, hoàn toàn không cần khẩn trương như vậy. Lục Đình Kiêu hẳn là muốn cho Lục Cảnh Lễ ít mặt mũi mà thôi. Ninh Tuyết Lạc không bình tình mà liếc mắt trợn thường lị một cái, vô nghĩa. Tôi đương nhiên biết, nếu không chẳng lẽ Lục Đình Kiêu thực sự coi trọng Ninh Tịch sao? Thường lị ngập ngừng, không dám nói lời nào. Cút đi, nhìn cô liền thấy phiền lòng. Đồ vô dụng, thường lị như được ân xá mà chạy nhanh. Ninh Tuyết Lạc đêm nay ăn phải quả đắng như vậy, tính khí chẳng cần nói. Cô ta cảm thấy tốt nhất nên rời khỏi đây để tránh lây vạ. Lúc nào cũng bị mắng, làm vẫn bị mắng, trong khoảng thời gian này không biết như thế nào, mọi việc diễn ra như bị chúng ta vậy, không việc nào là thuận lợi. Thường lị đi rồi, Ninh Tuyết là cầm lấy chai rượu, đổ tất cả số rượu còn lại vào ly rồi uống sạch, sau đó đi vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ đồ ngủ nội y xuyên thấu. Làm xong những việc này, Ninh Tuyết Lạc nằm xóa lên chiếc giường rộng ở giữa căn phòng, cầm lấy di động, gọi một cuộc điện thoại. Alo, Tuyết Lạc, di động đầu kia truyền đến âm thanh ôn hòa của nam nhân anh diễn đã trễ thế này sao còn chưa nghỉ ngơi anh diễn em em thật là khó chịu khó chịu làm sao vậy chỗ nào không thoải mái sao khó chịu thật là khó chịu làm sao bây giờ em cảm giác như sắp chết vậy đừng nói bậy em đang ở đâu trong nhà có người sao em ở em ở nhà ngoan ngoãn đợi đừng nhúc nhích anh lập tức qua tìm em nói chuyện điện thoại xong ninh tuyết lạc ném di động trong tay từ ngăn kéo đầu giường lấy ra một chiếc bình thủy tinh nhỏ tinh xảo, đổ chất lỏng bên trong bình vào lòng bàn tay, từng chút từng chút xoa lên da thịt mình. Rất nhanh, ngoài phòng vang lên âm thanh động cơ ô tô, ngay sau đó là tiếng bước chân rồn rập, vang lên từ xa lại gần. Tuyết lạc, tô diễn vừa mới mở cửa phòng ngủ, liền bị một thân thể mềm ấm ôm lấy. Diễn ca ca, ninh tuyết lạc gắt gao ôm lấy vòng eo tô diễn, giống như ôm một cọng rơm cứu mạng cuối cùng, trên mặt là biểu tình kinh hoàng giống như sắp mất hết tất cả, anh diễn có phải anh không còn yêu em nữa đúng không? Tô diễn mày nhíu lại, bế lên nàng đem nàng phóng tới trên giường, như thế nào uống lên nhiều như vậy rượu? Có phải hay không, người có phải hay không không yêu ta? Ninh tuyết lạc ngửa đầu nhìn hắn, không thuận theo không buông tha. Tô diễn ánh mắt gian xẹt qua một tia bất đắc dĩ, sao lại như vậy chứ? Anh không yêu em, còn có thể yêu ai? Ninh tuyết lạc vẻ mặt bị thương mà nhìn hắn, ninh tịch. Có, phải anh còn yêu ninh tịch hay không? Tô Diễn trên mặt đột nhiên xẹt qua một tia cứng đờ, đừng nói bậy. Anh không phải đã cùng em nói rất rõ ràng sao? Tại sao vẫn còn nguyên man suy nghĩ vấn đề này? Không phải, không phải em nguyên man suy nghĩ. Đêm nay, tầm, mắt anh vẫn luôn ở trên người chị ấy. Vẫn luôn ở đó, ninh, tuyết lạc trên mặt đầy vẻ bi thương. Tuyết lạc, em suy nghĩ nhiều quá rồi, anh chỉ là lo lắng ninh tịch sẽ bị hại mà thôi. Tô Diễn giải thích nói, có hại, có thể leo được lên người lục đình kiêu, sao có thể bị hại. Chỉ sợ chị ấy còn ước được như vậy. Tô Diễn, anh nghiêm túc nhìn em, anh đối với chị ấy thật sự là chỉ có ái náy sao. Nhìn thấy chị ấy cùng người đàn ông khác hôn môi, anh chỉ là lo lắng. Mà không phải ghen ghét sao. mươi 828, vẫn là, không trở về sao. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com Tô Diễn ánh mắt hơi lóe lên, nhưng chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh liền khôi phục lại bình thường, chỉ là lo lắng, không phải ghen ghét ngoan ngoãn nghỉ ngơi đừng lo lắng trong lòng anh chỉ có ngươi một người chẳng lẽ em còn chưa rõ ràng nữa sao suốt cuộc nghe được lời khẳng định này ninh tuyết lạc đáy mắt hiện lên tia vui mừng chủ động vòng tay ôm cổ tô diễn phủ lên môi hắn diễn ôm em hơi thở nóng hổi bên của nữ nhân bên tai bộ ngực đầy đặn trượt trên cánh tay hắn phía sau hơi thở kia là một giọng nỉ non ngọt lịm khiến người ta không nhịn được mà lâm vào trầm sắc tô diễn phía dưới bụng lập tức có phản ứng chỉ là không biết vì cái gì trong nháy mắt hình ảnh hiện lên trong đầu không phải là ninh tuyết lạc mà lại là hình ảnh lục đình kiêu hôn ninh tịch là không mặt đỏ ửng ngại ngùng của cô gái ấy hạ thân phản ứng càng thêm mãnh liệt giống như ngọn lửa đang bùng cháy bị một chậu nước lạnh dập tắt nhớ tới ninh tịch đêm nay cùng lục đình kiêu ái muội đối lập với mình lại cư xử như một người xa lạ tô diễn trong lòng lạnh hơn hoàn toàn không có cái kia tâm tư từng chút từng chút kéo cánh tay trên ngực xuống giúp ninh tuyết lạc đắp chăn lại em mau nghỉ ngơi đi ngày mai còn phải dậy sớm chạy sâu, em quên rồi sao? Không quan hệ, anh nhịn ư, phía dưới rõ ràng đã có phản ứng, bàn tay nhỏ của Ninh Tuyết Lạc như con rắn trườn xuống chỗ đã cứng lên của Tô Diễn. Tô Diễn sống lưng cứng lên chặn tay nàng lại, anh không có việc gì, ngủ đi. Nói xong, hôn lên chán nàng một cái, sau đó giúp nàng tắt đèn đóng cửa, nhẹ nhàng cầm lấy âu phục rời đi. Ngoài phòng, âm thanh động cơ ô tô lại lần nữa vang lên, Ninh Tuyết Lạc ném cái chăn trên người xuống, đứng sát cạnh cửa sổ ánh mắt sâu kín mà nhìn bóng xe rời đi dưới lầu giây tiếp theo dầm một tiếng đem tất cả đồ trang điểm trên chiếc bàn bên cạnh hất xuống ninh tịch con tiện nhân này tô diễn vậy mà không có chạm vào cô tuy rằng hắn đối chính mình thái độ vẫn là trước sau như một ôn nhu chính là này lại là phía trước chưa bao giờ từng có sự tình đặc biệt là mới vừa rồi chính mình hôn hắn trong nháy mắt hắn ánh mắt căn bản là không thích hợp hắn suy nghĩ căn bản là không phải nàng ninh tịch cái kia tiện nhân nhất định lúc riêng tư mặt mày đưa tình câu dẫn tô diễn thậm chí khả năng ở nàng không biết thời điểm cùng tô diễn từng có tiếp xúc đáng chết chẳng lẽ nàng còn tưởng rằng chính mình có thể đoạt lại tô diễn sao quả thực nằm mơ hiện giờ ninh ra cùng tô ra bàn căn lẫn lộn quá nhiều nghiệp vụ cùng hạng mục giao triền ở bên nhau rút dây động rừng tô diễn căn bản là đã không rời đi nàng sau khi rời khỏi tô diễn theo đường lớn chạy trong vô thức bất chi bất giác vậy mà đi đến phía dưới châu giang đế cảnh điểm điếu thuốc ở trong xe ngồi trong chốc lát cuối cùng trung quy vẫn là không có thể ngăn cản trụ trong lòng cỏ dại phát sinh xúc động mở cửa xe vào đại lâu đứng ở ninh tịch trung cư trước cửa tô diễn do dự một lát sau đó ấn hạ chuông cửa kết quả ấn rất nhiều lần bên trong chút nào không có động tính tô diễn mày tức khắc nhân lại là ngủ rồi vẫn là căn bản là không trở về cùng lúc đó đang ở trên đường chậm chậm chạy một chiếc màu đen may bách, chính chuyện tới nữ hải thoát cương con ngựa hoang dường như tiếng ca. Sông lớn hướng chảy về hướng đông A bầu trời ngôi sao tham bắc đầu A hải hải tham bắc đầu qua gặp chuyện bất bình một tiếng giống A nên ra tay khi liền ra tay A hấp tấp sấm cửu châu A. Bên cạnh đang ở lái xe lục đình kiêu, trên ghế sau lục cảnh lễ và giang mục giã, chương 829, hôn lại lần nữa. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Ninh tịch một bên hát một bên bất mãn nhìn Lục Đình Kiêu đang lái xe bên cạnh, lái xe. Mở cửa xe, mở cửa xe. Không, không phải cửa xe, tôi muốn lật cái nóc ô tô này lên. Đúng thế, lật nó lên. Lục Đình Đình nhéo nhéo cái chán, ấn xuống một cái nút cạnh vô lăng. Tức khắc, biến thành một cái xe mui trần. Một trận gió quét tới, Ninh tịch hai tay mở ra bám vào thành xe, ngay lập tức cất tiếng hát, bộ mã hán tử người uy vũ hùng tráng. Chạy như bay tuấn mã giống gió mạnh giống nhau, mình mông vô bờ vùng quê tùy ngươi đi lưu lạc. Lục cảnh lễ, một linh hồn ca sĩ ra đời nha, anh tịch, anh có nghĩ muốn tiến vào giới âm nhạc hay không? Giang mục giã thật sự là chịu không nổi, ninh tịch à. Bà thật không để ta mà, chẳng may bị phóng viên họ bắt được cảnh này thì sao? Nghe nói như thế, ninh tịch đang bay bổng rốt cuộc cũng tỉnh táo một chút, vội vàng nói, lái xe, đóng xe lại. Mau lên, lục đình kiêu sủng nịch mà liếc nhìn một cái, ngữ khí rung túng không có việc gì, không có phóng viên. Ninh tịch đôi mắt đột nhiên sáng lên, lập tức lại bắt đầu thả bay. A a a a ngàn năm chờ một hồi chờ một hồi a à, a à, ngàn năm chờ một hồi ta không hối hận a à, a à, là ai ở bên tai nói yêu ta vĩnh bất biến chỉ vì này một câu a à, ha à, đoạn trường cũng không oán. Giang Mục Giã đầy mặt sống không còn gì luyến tiếc vô cùng, hối hận chính mình quyết định muốn hạ xe. Lục Cảnh Lễ nhìn Giang Mục Giã một bộ gặp qua sóng to gió lớn, còn hắn nhìn cảnh này đã thành thói quen rồi. Uyên ương song tê điệp song phi mãn viên xuân sắc chọc người say lặng lẽ hỏi thánh tăng nữ nhi có đẹp hay không 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 có đẹp hay không. Lục đình kiêu, đẹp, hắc hắc, ninh tịch cuối cùng cũng ngừng, bà kim đế cung, mới vừa đến nơi, chó độc thân giang mục giã cùng lục cảnh lễ ngay lập tức đã lan đi không còn dấu vết. Lục đình kiêu mở cửa xe, đỡ cô gái say mềm kia vào phòng, giúp cô thay đổi giày, quần áo ngoài, dùng nước ấm lau mặt cho nàng thấy ninh tịch vẫn nằm đó ngây ngô cười, lục đình kiêu tâm tình cũng bị lây nhiễm, sờ sờ gương mặt cô, tâm tình thực tốt. Ninh tịch lập tức gật gật đầu, đôi mắt sáng lên, boss đại nhân, anh thật là miệng vàng lời ngọc, em từ khi gặp anh, thật sự là may mắn hạnh phúc. Ông nội thân thể bình phục, phòng làm việc đi vào quỹ đạo, cô tha thiết ước mơ có một bộ phim mới, rốt cuộc nó cũng rơi xuống. Đã không nhớ rõ chính mình bao lâu không có vui vẻ như vậy nhớ lại đoạn thời gian đen tối ám ảnh kia, phảng phất giống như chuyện của kiếp trước. Lục Đình Kiêu không chớp mắt mà nhìn con người cô lay động, giây tiếp theo, cúi mình xuống, hôn lấy môi cô. Hả, làm gì, sao êm đẹp nói chuyện lại thành thế này? Lục Đình Kiêu cười như không cười mà nhìn nàng, không phải nói quá đột nhiên, chưa kịp cảm giác sao. Ách, Ninh Tịch lúc này mới nhớ tới ở trong phòng yến tiệc nói. Câu nói thật lòng, có người hỏi nàng cái vấn đề kia. Đại ma vương này trí nhớ quả thực tốt, đều lúc này vẫn còn nhớ rõ cảm giác thế nào lục đình kiêu ánh mắt sâu thẳm mà nhìn nàng lại lần nữa hỏi à ninh tịch chớp đôi mắt nghiêm trang mà suy tư nửa ngày sau đó trả lời vẫn là không có cảm giác rõ ràng làm sao bây giờ lục đình kiêu khẽ cười một tiếng lại lần nữa hôn xuống ninh tịch vô cùng vui vẻ vì chiếm tiện nghi đại ma vương đột nhiên màng nhĩ nghe thấy một trận tiếng bước chân vội vàng một phen đẩy lục đình kiêu ra sau đó bật dậy nhảy khỏi giường quả nhiên là ngốc manh bánh bao nhỏ đang mơ mơ màng màng đi tới, sau khi nhìn thấy ninh tịch, bánh bao nhỏ đại khái cho rằng chính mình đang nằm mơ, đứng ở chỗ đó, đầu tiên là xoa xoa đôi. Mắt, sau đó, mặt ngây ngây nâng bàn tay nhỏ của mình lên, nhéo nhéo mặt chính mình. chương 830, Nhưng mama cho tiểu bảo. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com Nhìn tiểu bảo đang mê mê hoặc hoặc đứng ở nơi đó, chính mình tự véo mặt, ninh tịch ruột gan mềm nhũn ra, lập tức lao tới ôm chầm lấy bánh bao nhỏ, phốc, tiểu bảo bối, sao con lại đáng yêu như vậy? Không phải nằm mơ mơ, là thật, cảm nhận được sự ấm áp cùng cái ôm mềm mại này, bánh bao nhỏ cuối cùng cũng tin thật sự là cô tiểu tịch rồi, tay ngắn nhỏ nắm chặt lấy quần áo, dính ở trong lòng ngực cô, đồng thời, đôi mắt đem nhánh hiện lên tia cảnh giác nhìn ba ba ở phía sau. Ba ba lại trộm cùng ma ma ở bên nhau không mang theo mình. Nhìn thấy ánh mắt lên án của con trai, lục đình kiêu khóe miệng nâng lên xoa xoa đầu nhỏ của nó đêm nay không cùng con đoạt vì làm cô tiểu tịch trở thành mẹ tiểu tịch con trai bảo bối trong khoảng thời gian này hy sinh không ít nhịn không dính lấy ninh tịch nữa lục đình kiêu đưa cho hai người cái chăn em cùng tiểu bảo đi ngủ sớm một chút anh còn có chút việc muốn xử lý ninh tịch nhíu nhíu mày đã trễ thế này còn làm việc sao lục đình kiêu gật đầu ừ muốn kiếm tiền nuôi em cùng tiểu bảo ninh tịch lục đình kiêu khẽ cười một tiếng đặt một nụ hôn lên trán của cô, ngủ đi, anh cũng sẽ ngủ nhanh thôi. Đem dỗ bánh bao nhỏ ngủ say, Ninh Tịch đang chuẩn bị tắt đèn, di động đột nhiên sáng lên, có một cuộc điện thoại gọi đến. Ninh Tịch chứa tiên cầm lấy điện thoại nhấn nút im lặng, rồi sau đó mới gión rén đi ra ngoài ban công. Alo, tiểu tịch, em đang ở đâu? Tại sao không về nhà? Di động đầu bên kia truyền đến âm thanh nôn nóng của tô diễn. Anh tại sao biết tôi không về nhà? Ninh tịch nhíu mày, anh ở trước cửa chung cư em, Tô Diễn trả lời, có việc, tiểu tịch, em hiện tại đang ở đâu? Tô Diễn truy vấn, anh cho rằng tôi hẳn là ở nơi nào? Tiếp nam nhân ngủ sao? Ninh tịch gom áo khoác trên người lại, nhìn bánh bao nhỏ đang ngủ say trên giường, ánh mắt ôn nhu đến dị thường, thế cho nên nghe được giọng nói Tô Diễn như đang chất vất mình, trong lòng đều không có chút gợn sóng nào. Ninh tịch, Tô Diễn ngữ khí lập tức trở lên nghiêm khắc hơn, anh không phải ý này, anh chỉ là muốn nhắc nhở em, bảo vệ tốt cho mình, đặc biệt là đối với Lục Đình Kiêu, Ngàn vạn đừng có tâm tư gì với hắn, lội vào đống nước đục này. Nói vậy em cũng biết, Tô Dĩ mà trong công ty em luôn có quan hệ không minh bạch với hắn, hơn nữa nghe nói Lục gia đã vì hắn chọn được vị hôn thê, huống chi hắn còn có một đứa con nhỏ. Tô Diễn này làm bạn trai cũng thật tốt đi, vì không cho Ninh Tuyết Lạc hiểu lầm, một lòng cùng cô phủi sạch quan hệ, đêm nay lại phát bệnh thần kinh, Đang Yên đang lành lại đi chờ trước cửa chung cư cô, còn vô cùng lo lắng mà gọi cho cô lại nhà nhiều như vậy ninh tịch cũng lười suy nghĩ anh ta rốt cuộc muốn làm cái gì sâu kín mở miệng nói tôi thiếu ra xem ra tôi cần nhắc lại cho anh một lần chuyện của tôi không tới lượt anh quản mặt khác về lục đình kiêu a à, tôi liền tính là ngủ với anh ta một đêm còn hơn là gặp phải loại người như anh đó vậy nên đừng có lo chuyện bao đồng nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại tô diễn nhìn di động cắt đứt sắc mặt khó coi tới cực điểm cái gì mà ngủ cùng lục đình kiêu một đêm cũng tốt hơn việc lấy phải người như hắn việc này quả thực là một sự vũ nhục dành cho tô diễn. Huống chi, lời này nói ra giống như hắn đang rất yêu thích ninh tịch vậy. Hắn xác thật so với lục đình kiêu còn kém một trời một vực, nhưng tốt xấu gì ở đất đế đo này hắn cũng là một nhân vật lớn, nhưng ở trong lòng ninh tịch hắn lại thối nát đến như vậy. chương 831, làm niên đảo nhiều cô gái. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Tô diễn hừ một tiếng, sắc mặt âm trầm, nện một quyền trên cửa xe rõ ràng có một khoảng thời gian trước thái độ của cô với hắn đã. Mềm mỏng đi ít nhiều, vì cái gì mà thái độ hiện tại lại khôi phục vẻ lạnh lùng sắc bén. Không, việc này làm đầu óc tô diễn không ngừng suy nghĩ, đầu óc đều bị chiếm bởi ninh tịch, không thể khống chế. Buổi sáng ngày hôm sau, nhìn dưới lầu người giúp việc không ngừng khiêng đồ vật ra ra vào vào, ninh tịch có chút kỳ quái, đây là, mọi người đang làm gì vậy? Tịch tiểu thư, đây đều là quà người ta mang tới mừng thọ. Viên quản gia trả lời nói, mừng thọ, đúng vậy, sắp tới là ngày sinh nhật của lão gia. Khó trách, Ninh Tịch lộ ra thần sắc đã hiểu, tiệc mừng thọ này mời khách chắn hẳn toàn là những nhân vật nổi tiếng và có địa vị cao, những người khác không đủ tư cách được mời, lại muốn nịnh bợ người lục ra một chút, tự nhiên như ông vỡ tổ thừa dịp này mang quà tới. Dậy rồi, đêm qua ngủ ngon chứ, Lục Đình kêu từ phòng ngủ đi ra, Ninh Tịch gật gật đầu, thuận miệng hỏi một câu, ba mẹ anh sắp đến sinh nhật à? Ừ, Ninh tịch gãi gãi tóc, mày nhíu lại nói, đến lúc đó có phải tiểu bảo cần công khai xuất hiện không? Lục đình kêu biết cô lo lắng, trả lời nói, hai năm nay bởi vì tâm trạng của tiểu bảo không tốt, cũng không có bắt nó tham dự. Còn việc mừng thọ năm nay, chỉ cần tiểu bảo đến đó xem một chút là được. Ninh tịch lúc này mới thoáng yên tâm, anh trong khoảng thời gian này chắn là rất bận, buổi sáng em vừa vặn không có việc gì, hôm nay để em đưa tiểu bảo đi học nha. Ninh tịch vừa dứt lời, trên đùi lập tức mềm nhún, bên dưới chân đã bị tiểu bảo ôm chặt lấy cọ cọ, ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ tỏa ánh sáng, hiển nhiên là đã nghe được cô tiểu tịch muốn đưa nó đến trường học. Còn Lục Đình Kiêu đứng ở kia, hiển nhiên so với đống rơm cũng không khác biệt lắm. Cơm sáng xong, Ninh Tịch thay một cái váy dài, cặp tóc màu hồng nhạt, hóa thành một bà mẹ ôn nhu vô cùng đảm đang, vui vui vẻ vẻ mà đưa tiểu bảo đến trường học. Bởi vì có cô tiểu tịch đi cùng, tâm trạng tiểu bảo vô cùng tốt, bình thường luôn là lạnh như băng, so với người máy cũng không sai biệt lắm. Dọc theo đường đi nhìn thấy rất nhiều phụ huynh đưa con đi học khác, trên mặt Tiểu Bảo lại đang mỉm cười, vô cùng xoái. Mấy phụ huynh này nhìn đều nhịn không được cảm thán, tôi còn tưởng rằng Lục Kình Vũ bị tự kỷ đó, nhìn không phải vẫn tốt sao? Đúng vậy, bất quá, đứa bé này giống như chỉ thân với mẹ nó thôi. Tiểu bánh bao lúc cười rộ lên quả thật quả thực rất mê người nha, hơn nữa lúc cười rộ lên nhìn rất giống mẹ, trưởng thành rồi chắc chắn sẽ làm điên đảo không ít cô gái đâu. Lại nói tại sao ta nhìn vị lục phu nhân kia có chút quen quen bị bà nói như vậy tôi mới để ý nhìn kỹ quả thật giống một nữ minh tinh trẻ mới nổi nha tôi biết bà nói chính là ai có phải nữ minh tinh trong thiên hạ cùng giang mục giã đóng vai tình lữ không tôi còn rất thích cô ấy đó bất quá chỉ là lớn lên có vài điểm giống thôi nhìn khí chất của cô ấy như vậy sao có thể là một người được sau khi đưa bánh bao nhỏ đến lớp học ninh tịch ở hành lang đụng phải cô giáo của tiểu bảo ai lục thái thái Vương lão sư vội vàng gọi cô lại, ninh tịch xoay người, cô giáo vương, lục thái thái, nhìn thấy cô vừa lúc, tôi vừa vặn muốn tìm cô nói chuyện, cô hiện tại có thời gian chứ? Có, ninh tịch vội vàng gật đầu, trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng, không biết giáo viên của tiểu bảo đột nhiên tìm cô có chuyện gì, chẳng lẽ là tiểu bảo ở trường học xảy ra chuyện gì sao? chương 832, gen nghịch thiên của bánh bao nhỏ. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Trong văn phòng, cô Vương rót trà cho Ninh Tịch, sau đó uyển chuyển mở miệng, "Cô Lục, là thế này. Trường có tổ chức làm mấy bài kiểm tra nhỏ, không biết cô đã xem thành tích của em Lục Kình Vũ chưa ạ?" À? Rồi, Ninh Tịch gật đầu, cô Vương thấy Ninh Tịch phản ứng bình thản như thế thì mãi sau vẫn không biết nói thế nào, đành ho khẽ một tiếng, chỉ có thể nói thẳng, "Thành tích của Lục Kình Vũ đều là không điểm." "Vâng, việc này tôi biết, mà mấu chốt là, không phải em ấy làm sai mà là em ấy không hề làm gì hết, tất cả đều nộp giấy trắng." cho dù không hiểu thì cũng không thể như thế chứ. Giáo viên thở dài, tôi muốn hiểu rõ xem đứa trẻ này rốt cuộc nghĩ thế nào. Cô cũng biết tình hình của con cô đó, tôi làm giáo viên của em ấy nhưng lại chẳng tài nào trao đổi được với em ấy. Ninh tịch nghe vậy thì lại khẽ thở phào, chỉ cần không phải chuyện tiểu bảo bị ức hiếp ở trường là được rồi. Ninh tịch châm trước tìm từ, sau đó mở miệng nói, cô Vương, quả thật rất cảm ơn sự quan tâm của cô với con tôi, cô cũng biết tình hình con tôi đấy mục đích tôi đưa nó đến trường là để nó tiếp xúc với những đứa trẻ cùng tuổi khác để nó vui vẻ một chút trừ chuyện này ra thì những vấn đề khác chúng tôi không để tâm lắm chúng tôi cũng không yêu cầu nó phải có thành tích tốt cô vương cũng không cần lo lắng quá cô vương nghe xong thì phút chốc chẳng biết nên làm thế nào đây là lần đầu tiên cô gặp được một vị phụ huynh không quan tâm đến thành tích đấy bây giờ phụ huynh nào cũng muốn con mình phải có thành tích tốt cho dù chỉ mới mấy tuổi mà cũng đã ép học những lớp luyện thi chỉ sợ con mình thua kém người ta dù chỉ một chút. Nhưng phụ huynh đã nói là không quan trọng thành tích, không tốt thì cũng chẳng trách gì giáo viên cả, thế thì cô còn nói được gì đây? Lại thêm trường hợp của Tiểu Bảo đúng là khá đặc biệt, cô cũng không biết nói gì thêm, bèn khẽ ho một tiếng, "Vậy được. Tôi biết rồi, tôi vẫn phải đặc biệt cảm ơn cô giáo vì đã quan tâm đến cháu như thế. Cảm ơn cô, nếu không nhờ cô, Tiểu Bảo cũng không thích ứng được ở trường nhanh như thế." Ninh Tịch vẫn khách khí cảm ơn lần nữa nếu cô không hiểu tiểu bảo thì chắc chắn cũng sẽ lo lắng như cô giáo vậy nhưng tốt xấu gì cô cũng đã ở chung với tiểu bảo lâu thế rồi lại bị gen nghịch thiên của tiểu bảo làm cho khiếp sợ không biết bao nhiêu lần như thế làm sao mà không biết chỉ số thông minh của đứa trẻ này rất cao hơn nữa lại có thiên phú trên nhiều phương diện vấn đề duy nhất chính là thằng bé có muốn làm không thôi nếu như bắt tiểu bảo làm bài kiểm tra ở trường mẫu giáo ninh tịch cảm thấy như mình đang xỉ nhục trí thông minh của nhóc vậy Mỗi đứa trẻ đều là một điều đặc biệt của thế giới này, thế nên cách đối xử với chúng cũng không thể giống nhau được. Vì thế, sao phải ép buộc nhóc phải đạt được 100 điểm chỉ vì sự hư vinh của người lớn chứ? Cô Lục khách khí quá, đây là việc tôi nên làm. Tuy rằng em Lục hình vũ hơi hướng nội nhưng lại rất dễ khiến người ta yêu thương, tôi cũng chỉ muốn tốt cho em ấy. Ninh tịch khách khí như thế khiến, cô Vương rất vui vẻ, bèn mỉm cười nói. Vài ngày sau, trạng vạng tối, hôm nay là đại thọ 60 của Lục Sùng Sơn, tiệc đã sắp bắt đầu, khắp nhà tương bừng rộn rã. Hôm nay nhan như ý mặc một bộ sườn xám đỏ thấm hoa lệ, vừa chỉ huy người giúp việc vừa khẩn trương nhìn ra ngoài cửa. Lục Sùng Sơn ở bên cạnh cũng đi tới đi lui, vẻ mặt vừa lo lắng lại vừa mong chờ. chương 833, Tiểu Bảo đến rồi. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Cuối cùng chiếc may bách màu đen cũng dừng lại trước cửa lớn, cửa xe mở ra, hai người một lớn một nhỏ cùng bước xuống hai bố con mặc bộ âu phục cùng màu được đặt may thủ công vì để phù hợp không khí ngày hôm nay lục đình kiêu cũng thắt cả vạt còn bánh bao nhỏ thì đeo nơ đỏ thoạt nhìn rất có không khí vui mừng một lớn một nhỏ vừa mới xuất hiện liền lập tức hấp dẫn tầm mắt của mọi người mấy người giúp việc vội vàng tươi cười chào hỏi chào đại thiếu gia chào tiểu thiếu gia nhan như ý thấy con trai và cháu trai bảo bối tới thì bèn khẽ thở phào cười tươi tới đón ôi bảo bối của bà đến rồi à lục sùng sơn thấy tiểu bảo đến rồi khuôn mặt nghiêm túc cũng như mềm ra tiểu bảo đến rồi. Năm nay không giống với các năm trước, dù sao năm nay cũng là đại thọ của ông, cho dù là vì hình ảnh danh dự hay tình cảm cá nhân, ông vẫn rất hy vọng cậu cháu trai duy nhất của mình có thể tới tham gia. Dù sao thì thằng bé cũng là cháu ruột duy nhất của ông cơ mà. Hai đứa con trai, chẳng có đứa nào khiến người ta bớt lo cả. Một đứa theo chủ nghĩa không kết hôn, một đứa thì còn chẳng hứng thú với cả nam lẫn nữ. Những tưởng là sắp tuyệt hậu đến nơi rồi thì tiểu bảo xuất hiện, giống như ánh sáng cuối con đường vậy. Cuống chi thằng bé này lại khiến người ta càng lúc càng yêu thương, lại ưu tú hơn những đứa trẻ cùng tuổi trên mọi phương diện, thậm chí còn hơn cả lục đình kiêu năm đó nữa. Từ khi có tiểu bảo, nhà họ lục có người kế nghiệp, lòng lục sùng sơn thoáng cái đã yên ổn, mấy năm nay cũng rất thư thái, còn chẳng buồn quản tới hai đứa con trai nữa. Ai ngờ được trước số trời, sai một ly đi một dặm, ông không ngờ sau này lại xảy ra chuyện động trời như vậy khiến ông tự trách suốt hai năm. Trong hai năm qua, tình hình của tiểu bảo lúc tốt lúc xấu, ông trơ mắt nhìn đứa trẻ vốn lanh lợi trở thành một con rối không có linh hồn. Mây đen như bao phủ khắp nhà họ lục, trong ngực ông lúc nào cũng có một tảng đá lớn chèn ép. Mà hiện tại, cuối cùng cũng thấy tiểu bảo dần dần có hy vọng, nhưng hy vọng này lại thành lập trên một nỗi lo khác. Mỗi ngày ông đều sống trong nơm nấp lo sợ, không dám thả lòng, có vui. Nhưng nhiều hơn là lo sợ, lo sợ dẫm phải vết xe đổ dẫn tới tai nạn còn nghiêm trọng hơn lục sùng sơn nhớ lúc tiểu bảo còn nhỏ thằng bé ngồi trên đầu gối ông ngẩng đầu cười khanh khách cất giọng non nớt gọi ông nội đôi mắt ông bỗng đỏ ửng bèn mở miệng nói đình kiêu con dẫn tiểu bảo vào phòng chơi một lát trước đi hôm nay đông người đừng để dọa thằng bé đợi lát nữa khách đến gần đủ rồi thì dẫn ra chào hỏi với mọi người một chút thôi vâng ạ à, lục đình kiêu gật đầu tựa như đã nhận ra cảm xúc của ba mình anh mở miệng nói tiểu bảo có chuẩn bị quà cho ba tiểu bảo mở to hai mắt khẽ gật đầu phụ họa lục sùng sơn nghe xong cảm xúc nặng nề như tan đi mấy phần bèn cười nói ồ là thật sao tiểu bảo thật hiếu thảo ông nội chờ mong quá nhìn một lớn một nhỏ vào nhà nhàn như ý thở dài đợi tiểu bảo tốt hẳn lên đình kiêu lấy tử dao trái tim này của tôi mới có thể thả lỏng được lục sùng sơn lắc đầu nào có dễ dàng như vậy một lớn một nhỏ này đã sắp bị người phụ nữ kia ăn hết rồi. chương 834, cháu trai duy nhất, chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Hoàng hôn buông xuống, tòa nhà đã đóng cửa lâu năm nay lại mở rộng cửa lớn, đón khách quý từ khắp thành phố lẫn phương xa, các quan khách lục tục tiến vào chỗ ở xa hoa của chủ nhân nơi này. Tất cả quan khách trước khi vào cửa đều phải bước qua máy giò kim loại, phái nữ còn phải bỏ hết trang sức ra, không được mang bất cứ đồ kim loại nào vào. Trong tòa nhà dần dần náo nhiệt hẳn lên, những chiếc xe càng lúc càng xa hoa đỗ trước cửa. Với tư cách nhân vật nổi tiếng nhất đế đô mở tiệc, các phóng viên cũng đã theo dõi từ lâu. Nhưng nhà họ lục xưa nay luôn khiêm tốn, yến hội lần này cũng không hoan nghênh người ngoài. Thế nên, cũng chẳng ai dám mạo hiểm cả. Lục lão đệ, sinh nhật vui vẻ, quan thủy tươi cười chúc mừng, bên cạnh ngoài quan tử giao ra còn có một thiếu niên nữa đi cùng. Khách khí khách khí quá, mau vào đi, vị này là... Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý đều hồ nghi nhìn về cậu bé khoảng 13, 14 tuổi bên cạnh Quan Thụy, tướng mạo đứng đắn nhưng có vẻ hơi kiêu ngạo. Đây là cháu của tôi, Quan Trí Thần. Quan Thụy giới thiệu, Nhan Như Ý liền ra vẻ đã hiểu, à, thì ra là Trí Thần. Năm đó gặp cháu vẫn còn bé tí, chỉ chớp mắt đã lớn thế này rồi. Bà không nhận ra được, bây giờ chắc đã học cấp 2 rồi nhỉ? Gì, thằng bé đã học cấp 3 rồi ạ, à, có nhảy lớp ạ? À? Quan Tử Giao đáp lời, ồ giỏi quá tiểu thần tuấn tú lịch sự như thế này lớn lên chắc chắn còn hơn cả bố nó nữa nhỉ quan thụy nhìn cháu trai vẻ mặt tự hào nhưng ngoài miệng vẫn khiêm tốn nói nó vẫn còn kém cỏi lắm vừa vào sảnh quan tử giao đã nhìn một vòng sau đó làm như tùy ý hỏi gì lục sao không thấy tiểu bảo thế ạ à tiểu bảo ấy à thằng bé đang ở trong phòng nhiều người sợ nó không quen đợi lát nữa mới dẫn nó ra nói đến cháu trai giọng điệu của nhan như ý trở nên rất tự ái quan tử giao nghe vậy bèn kéo tay nhan như ý ân cần nói gì à tình hình của tiểu bảo con cũng biết một chút lúc ở nước ngoài ngành tay trái của con là tâm lý học chuyên tiếp xúc với những đứa trẻ đặc biệt chắc là con có thể giúp một chút đấy ạ à. việc này nhan như ý có hơi do dự nếu không để lâu dài thế này cũng không phải cách chí thần nhà cháu 5 tuổi đã theo cháu và anh cháu tới công ty học rồi chẳng hề luống cuống chút nào quan tử giao nói tiếp Cô ta biết rõ điểm mấu chốt của nhà họ Lục không phải Nhan Như Ý, thậm chí cũng không phải Lục Sùng Sơn mà là đứa con trai không rõ lai lịch kia của Lục Đình Kiêu, Tiểu Bảo. Đứa con trai độc nhất của Lục Đình Kiêu, cháu trai duy nhất của Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý. Bởi vì trước mắt Lục Sùng Sơn chỉ có một đứa cháu trai này, thế nên bọn họ xem trọng đứa trẻ này hơn ai hết. Vì thế, lúc cô ta ở nước ngoài đã cố ý học tâm lý học một thời gian ngắn về chứng bệnh tự kỷ này. Nhan Như Ý nghe vậy thì chẳng hiểu sao, trong lòng lại hơi có chút gì đó không thoải mái. Chứng bệnh tử kỳ kia là chỉ những đứa bé ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài, tiểu bảo của họ chỉ là đứa trẻ chịu kích thích, hướng nội hơn trẻ con bình thường thôi, nào có phải tự kỳ đâu. Ngay cả Tần Mộc Phong cũng đã nói rằng tiểu bảo không thuộc phạm trù bệnh tự kỷ, cùng lắm cũng chỉ là có chướng ngại sau kích thích mà thôi. Huống chi từ khi cái cô ninh tịch kia xuất hiện, tình hình của tiểu bảo cũng đã tốt hơn bao nhiêu rồi, biết cười, lại còn biết làm núng, còn, còn biết mở miệng nói chuyện, chương 835, không thấy tiểu bảo đâu nữa. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Có điều bà cũng biết quan tử giao chỉ là có ý tốt mà thôi, bèn khẽ vỗ tay cô ta, nói cảm ơn, đứa trẻ ngoan này, cảm ơn con. Có điều tình hình của tiểu bảo bây giờ cũng không tệ lắm, lúc nào cần, gì sẽ tìm con. Trước khi tình hình của tiểu bảo hoàn toàn ổn định, kể cả có là quan tử giao thì bà cũng không dám để tiểu bảo tiếp xúc quan tử giao nghe ra vẫn có khả năng bèn không ngừng cố gắng quan tâm bây giờ tiểu bảo đang đi học ạ à? đúng thế đang đi học ở trường nhan như ý nói xong thì vẻ mặt như được an ủi học ở trường nào thế ạ à? quan tử giao lại hỏi nhà trẻ cẩm tú theo con biết thì trường này đúng là không tệ nhưng hình như cũng chỉ là một nhà trẻ bình thường thôi tình hình của tiểu bảo nên đối xử đặc biệt mới đúng con biết một trường chuyên điều trị trẻ tự kỷ trước khi vào còn có một bài test nữa con còn cố ý qua xem thử đúng là khá lắm có không ít đứa trẻ sau khi qua đó học thì có chuyển biến tốt hơn con cũng có quen với hiệu trưởng trường đó gì có muốn chuyển tiểu bảo qua đó xem thử không ạ quan tử giao thăm dò tuy rằng nhan như ý không cho rằng tiểu bảo bị tự kỷ nhưng nếu tiểu bảo có thể khá lên thì đương nhiên là bà cầu còn không được ấy thế nên nghe quan tử giao nói như thế bà cũng hơi siêu lòng trần trừ nói việc này vẫn là phải thương lượng với đình kiêu thì mới quyết định được Quan tử giao vội vàng nói tiếp, đây là điều đương nhiên, mọi người cứ thương lượng ký, khi nào cần có thể liên hệ với con. Lát nữa con cũng sẽ nói chuyện với đình kiêu, để xem ý của anh ấy thế nào. Được được được, cảm ơn con, tử giao. Vẻ mặt nhan như ý đầy vui mừng. Quan tử giao không chỉ không ngại có tiểu bảo mà còn biết suy nghĩ vì thằng bé, nhan như ý đương nhiên là lại càng hài lòng hơn. Hai người đang trò chuyện hòa hợp thì đột nhiên, một nữ giúp việc hoảng hốt chạy tới, đè thấp giọng nói bên tai nhan như ý, lão phu nhân không hay rồi tiểu thiếu gia tiểu thiếu gia không thấy đâu cô nói cái gì cái gì mà không thấy sắc mặt nhan như ý lập tức thay đổi quan tử giao cũng ân cần hỏi han đã xảy ra chuyện gì một lát sau nhan như ý quan tử giao lục sùng sơn lục đình kiêu và lục cảnh lễ đồng loạt xuất hiện trong phòng của tiểu bảo sắc mặt của lục sùng sơn vô cùng khó coi đang yên đang lành sao tự nhiên lại không thấy đâu cô trông trẻ con thế nào đấy hả nữ giúp việc nhìn nhan như ý, lại xem sắc mặt của quan tử giao. Vẻ mặt như có vẻ khó xử nhưng vì sợ hãi lục sùng sơn nên vẫn trung thực mở miệng, thật ra vừa rồi tiểu thiếu ra có đi ngang qua, nghe thấy những lời lão phu nhân và quan tiểu thư nói với nhau. Nghe xong tiểu thiếu ra liền lập tức bỏ chạy, lúc đó đông người quá, tôi không đuổi kịp được. Sau đó, không tìm được tiểu thiếu ra nên tôi mới hoảng, nữ giúp việc vừa nói xong thì cũng đã bị dọa phát khóc rồi tiểu thiếu gia này là vảy ngược của mọi người trong nhà họ lục đấy nếu cậu ấy có chuyện gì thì cô chết chắc rồi vừa rồi hai người nói cái gì lục sùng sơn lập tức trợn mắt nhìn nhan như ý và quan tử giao sắc mặt nhan như ý trắng nhợt chẳng lẽ vẻ mặt quan tử giao cũng thay đổi bà nói đi lục sùng sơn nhìn nhan như ý gấp đến nỗi không chịu được nữa rồi ngay lúc lục sùng sơn đang lo lắng vạn phần thì sau lưng trong điện thoại của lục đình kiêu bỗng vang lên giọng của quan tử giao tình hình của tiểu bảo, con cũng biết một chút, lúc ở nước ngoài, ngành tay trái của con là tâm lý học, chuyên tiếp xúc với những đứa trẻ đặc biệt, chắc là con có thể giúp một chút đấy ạ. À. Lúc bọn họ nói chuyện, Lục Đình Kiêu đã yên lặng dùng điện thoại xâm nhập vào hệ thống giám sát của cả tòa nhà, lấy ra được đoạn camera theo dõi lúc đó. chương 836, tiểu bảo cố ý tránh camera. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Nghe xong những lời này, sắc mặt lục sùng sơn rõ ràng trở nên khó coi. Năm ấy, chuyện tiểu bảo bị bắt cóc rất rùm beng. Tuy ngay sau đó đã bị nhà họ lục phong tỏa hết mọi tin tức, không ai ở ngoài biết gì về chuyện này, nhưng những người trong giới vẫn biết được ít nhiều. Thêm việc tròn hai năm nay tiểu bảo không hề xuất hiện ở bất cứ buổi gặp mặt chính thức nào, khó tránh được các thể loại đồn đại. Thậm chí có người còn âm thầm suy đoán tiểu bảo bị sợ đến mức ngớ ngẩn luôn rồi, cháu trai duy nhất của nhà họ lục đã thành phế vật. Tiểu bảo chỉ có chút khuynh hướng khép mình, nhưng quan tử giao hết câu này tới câu khác gọi thằng bé là đứa trẻ đặc biệt, là một đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ. Còn lấy thằng cháu quan trí thần của cô ta ra so sánh, thế này thì lục sùng sơn sao có thể thấy thoải mái được. Cùng với âm thanh truyền ra từ camera, bầu không khí bỗng chốc. Trở nên ngượng gạo, quan tử giao cao mày nói, con với gì cũng chẳng nói gì kích động tới đứa nhỏ, liệu có phải có nguyên nhân gì khác không? Lục cảnh lễ ở bên cạnh nghe thấy vậy liền lường cô ta một phát, lầm bầm nói thế còn chưa đủ kích động hả? cô thử đổi vị trí mà nghĩ đi nếu là cô cô có vui khi bị người khác hết câu này tới câu khác bảo mình bị bệnh không đã thế lại còn nói phải cho vào trường đặc biệt để học tiểu bảo nhà tôi là một đứa trẻ bình thường nghe thấy những lời này ắt sẽ thấy đau lòng cũng sẽ buồn chứ lời của lục cảnh lễ nói chúng tâm trạng của lục sùng sơn và nhan như ý mặt quan tử giao cứng đờ tuy trong lòng không thấy mình sai nhưng cũng không thể phản bác lại được lục cảnh lễ chỉ có thể tỏ ra áy náy xin lỗi thật xin lỗi tôi không ngờ sẽ thành ra như vậy nhàn như ý biết cô ta không phải cố tình liền vỗ vai cô ta gỡ rối tử giao không phải lỗi của con không ai biết tiểu bảo lại đột nhiên tới đây rồi nghe thấy những lời này cả sắc mặt lục sùng sơn trùng xuống ông trầm ngâm nói việc cấp bách lúc này là phải tìm được tiểu bảo hôm nay ở một nơi thế này nếu xảy ra chuyện gì hậu quả sẽ khó mà lường được đình kiêu trong camera có thể thấy tiểu bảo đi đâu không nhàn như ý sốt sắng hỏi Lục Đình Kiêu, thằng bé cố ý tránh các góc máy quay ra rồi. Quan tử giao thấy Lục Đình Kiêu nói vậy khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Một đứa trẻ chỉ mới hơn 5 tuổi, sao biết cách tránh camera được? Không phải Lục Đình Kiêu làm quá lên đó chứ, chắc chỉ trùng hợp tránh được thôi. Nhan như ý nghe vậy càng sốt ruột, vậy làm thế nào bây giờ? Hôm nay có nhiều khách tới như vậy, không tiện gióng trống khua chiêng tìm người đâu. Quan tử giao muốn lập công chuộc tội, nghĩ nghĩ rồi nói, nếu như là bình thường, một đứa trẻ tự kỷ ý của con là một đứa trẻ có tính cách như tiểu bảo sẽ thiếu cảm giác an toàn thế nên sẽ trốn ở nơi khiến nó cảm thấy an toàn nhất nói không chừng nó đang trốn trong phòng cũng nên cô đã tìm thử trong phòng chưa quan tử giao hỏi cô giúp việc cô giúp việc lập tức gật đầu đều tìm hết rồi ạ à? chắc chắn chứ quan tử giao lại hỏi trong tủ dưới gầm giường đã tìm hết cả chưa trong tủ dưới gầm giường cô giúp việc lắc đầu nhíu mày chuyện này thì không thể đâu Tiểu thiếu ra nhà chúng tôi rất thích sạch sẽ, sao có thể chui vào những chỗ đó được? Cứ tìm thử đi, theo kinh nghiệm của tôi, mấy chỗ đó là có khả năng nhất đấy. Quan tử Giao nói, cô giúp việc không đi ngay mà nhìn về phía lục sùng sơn và nhan như ý. mươi 837, cuồng ma hộ thê lại Login. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Sau khi được ra hiệu, lúc này cô mới bắt đầu chạy đi tìm, nhan như ý và lục sùng sơn cũng tìm kiếm khắp nơi cuối cùng tìm cả nửa ngày ngay đến ngăn kéo cũng lục tung cả lên mà chẳng thu hoạch được gì quan tử giao lại nghĩ thường ngày thằng bé có thói quen tới đâu không người cô giúp việc dính toàn bụi bặm đưa tay lau mồ hôi những nơi mà tiểu thiếu ra có thể tới tôi đều tìm hết cả rồi đình kiêu giờ phải làm thế nào con nói gì đi chứ nhan như ý lo lắng nhìn về phía con trai lục đình kiêu cúi mắt nhìn điện thoại con có thấy vài người ra vào nhưng nó chưa hề rời khỏi chỗ này cũng tại mẹ không tốt không chú ý nó tới lại lại nói những lời khiến nó đau lòng nhan như ý tỏ ra tự trách cứ nghĩ tới việc tiểu bảo giờ đang trốn đâu đó là lại đau lòng lục sùng sơn nghe lục đình kiêu nói vậy nhưng dây thần kinh không hề có lơi lỏng phần nào thế có nghĩa là chắn chắn nó vẫn đang ở trong nhà nhưng thế thì phải tìm thấy rồi chứ thằng bé đâu thể một mình mãi được cứ để nó bình tĩnh lại đã lục đình kiêu thờ ơ nói lục sùng sơn nghe vậy liền phát hỏa mày nói vậy mà nghe được à nó mới bao nhiêu tuổi, mày để nó tự mình bình tĩnh, tình trạng của tiểu bảo vốn đã không ổn định, giờ mới tốt hơn một chút, mày. Muốn nó lại trở về với dáng vẻ trước đây à, thấy lục đình kiêu vẫn thở ơ, lục sùng sơn đen mặt, cố nén giận nói, được rồi, mày không cần phải chơi trò này với tao nữa, gọi người phụ nữ kia tới đây đi. Người phụ nữ kia, bắt được kiêu quan tử giao lập tức trở nên cảnh giác. Lục đình kiêu lạnh lùng nhìn lục sùng sơn, ba nói ai? Người! Lục Sùng Sơn trừng mắt, đành sửa miệng, ninh tịch. Không hiểu cô ấy là người nào của Lục gia, chỉ cần một câu nói của ba thì có thể tùy tiện gọi là đến sao. Lục Đình Kiêu không nhanh không chậm nói, Lục Cảnh Lễ lắc đầu, chật chật chật, cuồng ma hộ thê lại lóc in rồi. Giờ không phải chúng mày đang qua lại với nhau sao? Lục Sùng Sơn bực mình nói, hóa ra là ba cũng biết, Lục Đình Kiêu có vẻ lơ đãng nhưng đều có ý tứ sâu xa cả. Đã biết anh có đối tượng rồi, còn tìm trăm phương ngàn kế tác hợp anh cùng người phụ nữ khác không có việc gì thì gọi cô gái mà anh đang quen là người phụ nữ kia lúc có chuyện rồi mới nghĩ tới cô là người yêu của anh bị con trai dằn mặt trước mặt người khác gương mặt già nua của lục sùng sơn rõ ràng là không thoải mái chút nào đồ mất nết có ai nói chuyện với ba mình như mày không hả hai người cãi nhau cái gì cũng không nhìn xem giờ có phải là lúc cãi nhau không nhan như ý kéo lục sùng sơn ra không ngừng ra hiệu với ông ý bảo ông coi như vì tiểu bảo tốt xấu gì cũng thu liếm tính khí lại một chút sau đó nhan như ý lại nhìn về phía lục đình kiêu từ từ khuyên nhủ đình kiêu ba con có hơi nặng lời con đừng chấp ông ấy giờ tiểu bảo quan trọng hơn anh mặc kệ thế nào cứ gọi chị dâu tới đã rồi tính lỡ có chuyện gì còn có chuẩn bị trước lục cảnh lễ giảng hòa đúng lúc hôm nay dù gì cũng là lễ mừng thọ của ba làm quá lên cũng không ổn nhan như ý gật đầu lia lịa Lục Đình Kiêu, để anh hỏi xem cô ấy có rảnh không đã. Cái gì gọi là có rảnh không, kể cả không rảnh thì cũng nên bỏ hết mà chạy tới đây mới đúng chứ, có gì quan trọng hơn tiểu bảo sao? Lục Sùng Sơn không hài lòng với thái độ của Lục Đình Kiêu, nhưng dù sao cũng đang có việc cầu người, đành phải nhịn xuống. Được được được, con mau gọi điện hỏi đi, Nhan như ý vội vàng nói. Chương 838, có phải tiểu bảo xảy ra chuyện gì rồi không? Chuyện được thực hiện bởi kênh an audio và website obookaudio.com. Cảnh tượng trước mắt khiến chuông báo động trong lòng quan tử giao kêu vang không ngừng. Chuyện gì thế này, tình huống này, sao như thể cô gái đó có ảnh hưởng rất lớn tới. Tiểu Bảo vậy nhỉ, thậm chí còn lớn đến nỗi nhan như ý và Lục Sùng Sơn rõ ràng không thích cô nhưng vẫn phải kiêng kỵ. Chỉ là một diễn viên mới vào nghề thôi mà, sao lại có khả năng tiếp cận được với Tiểu Bảo như thế? Dù gì cô ta cũng đã nghe ngóng qua, được biết ngay đến bác sĩ tâm lý nổi tiếng toàn quốc như Tần Mộc Phong còn phải bó tay toàn tập với tiểu bảo cơ mà. Đúng lúc này, tại studio Tắc Linh, Ninh Tịch vừa tham dự xong một hoạt động quảng bá, tiện đường về studio một chuyến. Cung Thượng Trạch, Hàn Mạt Mạt và Kiều Vi Lan đều đang bận rộn. Sau khi Ninh Tịch chào hỏi ba người xong liền gọi Cung Thượng Trạch tới văn phòng riêng. Sếp, chị tìm em có chuyện gì? Ừm, um, Ninh Tịch gật đầu nhìn cậu ta, cậu thấy giám đốc Kiều là người thế nào, nói thử xem thượng cung trạch có vẻ hơi trần trừ nói thật ạ à? ninh tịch cười bất đắc dĩ tìm cậu tới tất nhiên là muốn nghe nói thật rồi được thôi thượng cung trạch khẽ ho một tiếng nói về con người của giám đốc kiều trước nhé tính tình lạnh lùng mấy ngày vừa qua bọn em hoàn toàn không dám nói chuyện nhiều với cô ấy nhưng năng lực nghiệp vụ lại vô cùng chuyên nghiệp lượng công việc bọn em phải khổ sở mất mấy ngày mới xong thì cô ấy chỉ cần liếc mắt qua cũng có thể quyết định được rồi thế nên mấy ngày cô ấy ở đây hiệu suất công việc trong studio của chúng ta nhanh hơn hẳn trên cơ bản thì mấy đơn hàng đặt sau tuần lễ thời trang cũng đã xử lý gần xong rồi ninh tịch nghe vậy liền thở phào nhưng ngay sau đó thượng cung trạch lại trần trừ nói có điều điều gì có điều nói thế nào nhỉ em cứ cảm thấy lòng cô ấy không ở đây trừ công việc trong tay ra thì chưa từng thấy cô ấy chủ động làm bất cứ chuyện gì thượng cung trạch thành thật trả lời ninh tịch nghe vậy cũng không cảm thấy ngoài dự liệu cô ấy làm được như thế đã là khó có được rồi dù sao cũng là người giữa đường tạt qua, đối với cô ấy mà nói, đây cũng chỉ là một nhiệm vụ được Tần Sinh Nguyệt giao cho, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Ngoài chuyện được phân ra, cô ấy sẽ không làm thêm gì cả, đến đúng thời hạn, cô ấy sẽ lập tức rời khỏi đây. Được rồi, đại khái thì chỉ biết rồi, có thế nào đi nữa thì việc Kiều Vi Lan tới đây cũng giúp đỡ được cho chúng ta rất nhiều, mấy đứa phải vui vẻ mà làm việc với nhau. Còn về studio, chúng ta vẫn phải để tâm nhiều hơn không thể thấy cổ tới rồi chuyện gì cũng trông mong vào cổ được. Ninh tịch nói, thượng cung trạch, em biết rồi sếp. Ninh tịch đang nói chuyện với thượng cung trạch, điện thoại bỗng vang lên, là lục đình kêu gọi tới. Ngay tức khắc, vẻ nữ cường mạnh mẽ của ninh tịch lập tức trở nên dịu dàng, ngọt ngào. Cung thượng trạch thấy vẻ mặt này của ninh tịch liền đoán ra là ai, thức thời nói, sếp, nếu không còn chuyện gì nữa vậy em đi làm. Việc đây, được, đi đi, sau khi thượng cung trạch ra ngoài, Ninh Tịch vội bắt máy, alo, boss đại nhân. Sao lại gọi cho em vào lúc này thế? Đang làm gì thế? Lục Đình kêu hỏi, nói giọng mềm như nước cũng chẳng quá. Em đang ở studio, xem tình hình thế nào thôi. Nếu không bận thì tới Lục Trạch một chuyến được không? Lục Đình kêu hỏi, thật thì cũng không bận. Nhưng, sao tự dưng lại bảo em tới đó thế? Hôm nay chẳng phải là tiệc mừng thọ của ba anh à? Ninh Tịch cau mày, lập tức phát hiện ra chuyện gì đó bất thường, có phải tiểu bảo xảy ra chuyện gì rồi không? chương 839, công năng tự động tìm bảo. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Đừng lo, tiểu bảo không sao, chỉ là bỗng không thấy nó đâu. Anh xem hết mấy cái camera cũng không thấy thằng bé ra ngoài, chắc vẫn đang ở trong khuôn viên lục trạch. Lục đình kêu đáp, gì cơ, bỗng không thấy đâu, đang yên đang lành sao tự dưng lại không tìm thấy. Em tới ngay, cụ thể thế nào lát nói kỹ xem nhé. Vừa nghe thấy chuyện liên quan tới tiểu bảo, ninh tịch không hỏi nhiều lập tức đứng dậy đi từ từ thôi không cần vội em bắt xe tới đi không được tự mình lái xe đâu lục đình kiêu không yên tâm dặn dò rõ ràng là sợ cô lại chạy xe đua tới biết rồi biết rồi lục cảnh lễ và nhan như ý ở bên cạnh thấy lục đình kiêu thuận lợi gọi người tới liền thở phào một hơi quan tử giao cố bới ra một nụ cười tỏ vẻ giống như chỉ tiện hỏi xem ra cô ninh có quan hệ rất tốt với tiểu bảo phải tiểu bảo nhà gì rất thích cô gái đó còn nghe lời cô ấy nữa nhàn như ý đắn đo mãi mới đáp chuyện này chắc chắn không thể giấu được nhàn như ý đơn giản chỉ là tiêm mũi dự phòng trước cho quan tử giao thôi quan tử giao nghe vậy ánh mắt hơi lóe lên không ngờ cô gái đó lại còn khôn khéo hơn cả trong tưởng tượng của cô ta đã xây dựng mối quan hệ tốt với tiểu bảo từ sớm rồi quan tử giao thở dài tỏ ra tràn đầy mong ước nói vậy thì tốt quá chỉ cần cô ninh tới chắc chắn sẽ tìm được tiểu bảo ngay thôi ạ à. Tuy cô ta cố tình nói vậy nhưng trên thực tế cũng đoán ra Ninh Tịch chưa tới lục trạch được mấy lần, có khi còn chưa đi hết cả căn nhà này. Lục trạch lớn và lạ lẫm như vậy, sao cô ta có thể tìm được đứa bé kia mà không kinh động tới khách mời? Ông cha đã có câu hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Lục Sùng Sơn và Nhan Nhị Ý Át cũng nghĩ tới điểm này, nhưng ngoài như vậy ra, họ cũng không có cách nào tốt hơn cả. Tất nhiên không thể trông chờ vào một người được, tôi đã bảo người làm âm thầm đi tìm rồi. Nếu không được nữa thì kết thúc buổi. Tiệc sớm thôi, Lục Sùng Sơn nghiêm túc nói. Trong lòng quan tử giao không khỏi hoảng sợ, tuy sớm đã chuẩn bị mọi thứ, nhưng cô ta đã xem nhẹ tầm quan trọng của tiểu bảo đối với Lục Sùng Sơn rồi. Tại Lục Trạch, chờ tới khi ninh tịch tới, các khách khứa được mời trong buổi tiệc tối nay cũng đã tới gần đầy đủ. Trong ngoài biệt huyền đèn đuốc sáng choang, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng diễn tấu du dương cùng âm thanh khách khứa trò chuyện náo nhiệt truyền tới. Đêm nay, xung quanh đều bị giới nghiêm, taxi cũng chỉ có thể lái tới chân núi. May mà Ninh Tịch vừa xuống xe đã thấy Lục Cảnh Lễ đợi cô ở bên đường. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lục Cảnh Lễ khởi động động cơ, vừa lái xe vừa giải thích cho cô ngọn nguồn. Chuyện là vậy đấy, giờ không biết Tiểu Bảo đang trốn đâu gặp nhấm vết thương nữa rồi, ôi đứa bé đáng thương. Mắt Ninh Tịch nheo lại, con người lạnh lẽo hoàn toàn không hợp với con người cô, thằng bé quan trí thần kia giỏi lắm sao? Từ nhỏ đã được gọi là thần đồng, mới 13 tuổi mà học tới cấp 3. Năm sau sẽ tham gia thi đại học, chuẩn bị đăng ký vào đại học đế đô. Hừ, thằng quát đó còn chẳng bị được với tiểu gia tôi thì sao đọ được tiểu bảo nhà chúng ta. Lúc nói xe đã dừng trước cổng, lục cảnh lễ vòng qua mở cửa xe cho ninh tịch, lo lắng gãi đầu tiểu tịch tịch, lần này có vẻ sẽ hơi vướng chân vướng tay đấy. Trước đây tiểu bảo cùng lắm cũng chỉ nhốt mình lại trên gác xếp thôi, nhưng lần này căn bản không thấy bóng dáng đâu nữa luôn. Cũng không biết trốn đi đâu mất rồi, cô lại không quen địa hình ở chỗ này. Nếu thật sự không tìm được, cô cũng đừng nguyễn cưỡng quá. Cùng lắm thì bảo ba tôi kết thúc bữa tiệc sớm, không có gì quan trọng hơn tiểu bảo cả. Lục cảnh lễ vẫn đang nghĩ cách tiêm thuốc để phòng cho ninh tịch thì bên này ninh tịch bỗng thở nhẹ một hơi, sau đó vui mừng cúi người xuống, ôm lấy bé con đang lao ra từ bóng tối, tiểu bảo. Bảo bối, con dòa cô tiểu tịch sợ chết khiếp rồi này, con vừa chạy đi đâu thế? Lục cảnh lễ ngẩn ra nhìn thằng nhóc mà họ đã tìm khắp nơi cũng không thấy, anh tịch, anh đúng là công năng tự động tìm bảo,